Trong buổi phỏng vấn ngày 8 tháng 4 năm 2015, Phó Giáo sư Lê Song Dự, nguyên Phó chủ nhiệm khoa trồng trọt, nay là khoa nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, đã tặng trung tâm một tài liệu gắn bó với ông hơn nửa thế kỷ. Đó là cuốn vở ghi chép giảng văn của ông khi còn học giáo sư Cao Xuân Huy năm 1946-1949. Đây là cái quyển vở mà tôi lưu giữ được trong thời kỳ tôi học trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn, mà do thầy Cao Xuân Huy là làm hiệu trưởng và thầy dạy môn văn học. Thầy dạy môn văn học theo từng tác giả, thì tác giả đầu tiên thầy dạy, và tôi ghi lại được tất toàn bộ lời giảng của thầy là tác giả của Nguyễn Du truyện Kiều trước. Thì trong đây thầy giảng thì tôi ghi rất là chi tiết tất cả những cái lời giảng của thầy về truyện Kiều. Thầy viết từng đoạn một, từ câu nào đến câu nào, trong đó tình tiết ra sao, ngữ nghĩa ra sao, thầy giảng rất kỹ và tôi ghi lại được hết. Thì quyển vở này tôi lưu giữ cách đây hơn nửa thế kỷ, và bây giờ tôi đưa ra đọc tôi thấy vẫn còn học được. Thì đấy là cái tác giả đầu tiên mà thầy Huy dạy cho chúng tôi là về truyện Kiều. Sau đó giảng theo các giả khác như là Nguyễn Công Trứ, rồi các tác giả khác, từng tác giả một. Thì cái cách giảng của thầy là như thế, rất là chi tiết, ngữ nghĩa rất là đầy đủ. Rồi ví dụ như thầy giảng cái đoạn đầu về cái câu thứ 7, trong 3.240 câu thì thầy giảng đầu tiên là thầy phân tích cái đoạn đầu, gọi là theo tiếng Pháp, thầy biết tiếng Pháp là exposition, là trình bày đấy. Sau đến nơ tức là sự tiết, rồi đến denouement tức là kết cục. Thì trong exposition thì thầy ghi số 1 là dự kiện, tức là hai phần xung đột nhau. Rồi đến câu hỏi, phần dự kiện thì thầy ghi là tư cách của nhân vật và gia thế, tài sắc, tính tình, tình duyên, đẹp đẽ, tốt, đại biểu cho tài. Thứ hai là gia biến, là dự kiến xấu. Câu hỏi sau này thế nào, có lấy được kiếm trọng không, ví dụ thế. Rồi đến mơ, tức là cái sự tiết đấy, thì hơn 2.000 câu nữa. Thì thầy lại giảng rất là chi tiết từng đoạn. Thế đấy là cách giảng của thầy. Và hiện nay thì tôi lưu giữ cái quyển vở này trong hơn nửa thế kỷ, và đi đâu tôi cũng mang theo, và có thời gian tôi lại đưa ra tôi đọc. Và tôi đọc tôi vẫn còn học được. Với Phó Giáo sư Lê Song Dự, giáo sư Cao Xuân Huy là một trong những người thầy mà ông kính trọng và ấn tượng nhất, từ phong thái giảng dạy đến nếp sống sinh hoạt. Ngày đó, không có vở học, ông lấy chỉ khâu giấy thành vở viết. 80 trang cuốn vở với nét chữ nắn nót rõ ràng bằng bút mực tím và xanh cửu long thể hiện sự nghiêm túc trong học tập của ông. Trải qua hơn nửa thế kỷ, cuốn vở đã ngả màu, bìa ngả nâu, sờn rách bề mặt và có vết mối sông. Các trang giấy, nét chữ vẫn nguyên vẹn nhưng đã ngả vàng, long gáy, rách mép ở một vài trang. Nhưng Phó Giáo sư Lê Song Dự vẫn trân trọng, luôn mang theo bên mình, thỉnh thoảng vẫn lật dở lại để tiếp tục học hỏi và hồi tưởng những kỷ niệm của một thời học tập nhiều gian khổ. Trao cho chúng tôi, ông không quên dặn dò: tôi tin tưởng và hy vọng trung tâm sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị những di sản của các nhà khoa học.